Mai hồi xưa, dạ. Ông Mai cũng đi khất thực như Minh Tuệ. Trời, có mà, cũng, cũng có đi khất thực ôm bác. Ông Mai uống toàn là nước dừa xiêm không, à. Ăn trái cây, dạ. Chứ không có ăn cơm. Dạ. Ngủ thì ngồi, 45 năm ngồi hành đạo ngủ, ngồi không. Cái hạnh đầu đà, dạ. Là khổ hạnh nhất của giới đồng Phật giáo, à. Siêu Minh Tuệ. Dạ. Ông là một vị cứu thế à. Trời ơi. Cũng nói thẳng là cũng như ổng là Phật sống á. Dạ. Cái hạnh ổng cũng đặc biệt lắm, là không bị phân hủy. Không bị phân hủy luôn. Là 30 mấy năm. Dạ. Thì thân không hoại. Dạ. Là đắc kim thân. Dạ. Ít có được người. Xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Dạ. Kỳ này Việt Nam mình mở hội Long Hoa. Ở nơi điện này mình thấy có hai cái cây đa nè. Cây đa này chắc là lâu năm rồi lắm không ai con thấy rễ đồ gì rồi, cái thân của nó to ơi là to luôn. Cái này thì dạ, vậy là mọi người là có hai ngã lận, ngã này cũng được mà mọi người có thể đi là ngã ở ngoài đường lớn kia vô cũng được luôn. À, ngã kia cũng có nữa. Dạ. Dạ, bên này có cũng không có gì. Dạ. Đây nè, mấy cái này là của tôi hết rồi. Dạ. Có một mình chứ đâu còn ai nữa. Trời ơi, rồi chú Năm nửa mai mốt mình có tính là ai truyền lại không? Thì đó cũng nhiều người hỏi. Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn. Đây là ông, dạ. ông em à. Của ông hai. Dạ, con chào ông ạ. Wow. Nên là ông Sáu cho con hỏi chuyện chút xíu nha. Hai cháu ở đâu? Dạ, tụi con ở trên Sài Gòn. Tụi con chạy xuống đây. Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Con thích đi du lịch, với lại con thích về, nói thật là con thích về văn hóa của Việt Nam mình nhiều lắm, đặc biệt là từ những người lớn tuổi á, tại vì cái thế hệ tụi con bây giờ nè, sống nhanh, sống vội quá, thành ra nó thiếu lắm, mà trong khi á, cái lớp mà sau này nè, con thấy là mọi người cần phải có một cái gì đó để mà tiếp xúc với lại những cái văn hóa, cái thời mà mọi người còn bình dị và thích sống cùng với nhau á, kết nối giữa người này với người kia để hiểu về lẫn nhau á, nó có hòa bình hơn. Thì con thấy là bên đạo dừa của mình á, là thầy hai đạo dừa đó, có một cái là giống như là hòa bình liên kết giữa các tôn giáo nè, giữa người với người nè, và cái hay nhất của thầy là không có thích chiến tranh. Nên tụi con muốn là tới tìm hiểu xem là những gì mà còn lại và có thể là phát huy nữa để cho mọi người có thể lại đây nè tìm hiểu rõ hơn. Thì con hên quá, nãy giờ con được nói chuyện với lại ông Năm, và cái ông Năm là dẫn qua đây con mới biết được là ông Sáu. Ông Sáu đây chính là em của thầy đạo dừa luôn à. Dạ. Lúc... anh em cũng đông 8-9 anh em mà mất, dạ. Hết còn có mình chú là Út. Dạ. À, chú Sáu là Út luôn. Dạ. Dạ. Năm nay là 88 tuổi. 88 tuổi rồi. Mời uống nước. Dạ. Dạ, con xin uống miếng nước. Muốn biết cái gì qua cái quá trình của ông đạo dừa, dạ, thì cứ hỏi. Dạ, con cảm ơn. Con cảm ơn ông Sáu rất là nhiều. Dạ. Trong gia đình của mình nhiều người như vậy đó, nhưng mà những anh em khác đó, thì là có theo đạo của thầy hai không ạ? À, ông ạ? À? Cháu là nguyên quán ở tại thành phố luôn. Dạ, con nguyên quán của con á là ở Vĩnh Long, với lại Đồng Tháp. Vĩnh Long là quê của mẹ con, dạ. Còn Đồng Tháp á là của ba con. Dạ. Đó, con cũng nghe tiếng từ ông ngoại của con. Ông ngoại của con là
theo đạo Hòa Hảo. Yeah. Thì ông ngoại của con biết tiếng của thầy đạo vừa lâu lắm rồi. Yeah. Cái lúc mà con còn nhỏ kìa. Yeah. Thì ông ngoại hay kể là ở vùng Bến Tre. Yeah. Có một ông đạo dừa mà hay lắm, lên trên một cái đài đó, rồi ông ngoại con lúc đó nói với con vậy nè: chỉ ăn dừa thôi mà tu rồi sống thọ, mà truyền giảng đạo hay lắm, người ta theo rất là nhiều đó. Thì con cũng từ thời đó là con đã thắc mắc vậy rồi. Thì con không biết là ông ngoại còn sống không? Dạ ông ngoại con mất cách đây 5 năm. Dạ thì con cũng không biết là bên mình... đây là ông đạo dừa, cái ông là hòa hiệp tôn giáo. À. Là tất cả tôn giáo nào ông đạo dừa ông cũng coi như nhau. Dạ. Chứ không có phân biệt là đạo này đạo kia đâu nọ, hòa hiệp tôn giáo. Dạ. Ừ. Thì ra là như vậy. Cái hòa hiệp tôn giáo nó thể hiện ở ở cái đường tu của bên đạo mình là như thế nào vậy? Ông Sáu ạ. Theo ông ai tu thì phải đệ tử ông ai là phải trường chay. Dạ. Tuyệt dục. À. Ừ. Nhưng mà khác với lại đường tu của bên chùa là hình như là mình không có cạo đầu. À, để tóc, à. Để tóc. Dạ. Hồi xưa ông bà mình cũng để tóc. Dạ. Ừ. Bàn cổ sơ khai là ông bà mình cũng để tóc. Dạ. Thành nên giờ mình nói theo đó mình làm. Dạ. Ừ. Ông hai là kỹ sư khoa học. Wow. Dạ. Thì ảnh bìa bên đó. Dạ. Ừ. Hồi đó ông hai chưa đi tu. Ông hai cũng có vợ, có con. Dạ. Rồi khi ông hai ly gia cát ái. Dạ. Ông hai lìa gia đình thì ông hai không còn vợ con. Dạ. Tết trời ra ông hai đi lên vùng bãi núi, núi Tượng, ông hai tu trên đó 3 năm. Dạ. Năm 1948 tới 1945 tới 1948 mới trở về quê đây. Dạ. Ở đây là quê cha đất tổ. Dạ. Dạ. Là lúc đó là khi về đây là thầy hai đã bắt đầu là tu lên và dựng chùa lên chưa? Hay là lúc đó chỉ là mới là bắt đầu thôi vậy ông Sáu ạ? À? Thì ông hai cái từ kêu đạo dừa. Dạ. Thay vì đạo Cao Đài Thiên Chúa Hòa Hảo, cái từ đạo dừa là bởi vì ông hai uống toàn là nước dừa xiêm không. À. Ăn trái cây. Dạ. Chứ không có ăn cơm. Dạ. Ngủ thì ngồi 45 năm ngồi hành đạo, ngủ ngồi không. Trời ơi. Không có nằm. Dạ. Thành ra ông hai tu đằng cái hạnh đầu đà. Dạ. Là khổ hạnh nhất của giới đồng Phật giáo. À. Hạnh đầu đà. Cái có cái sự liên quan gì giữa là hạnh đầu đà của thầy hai nhà mình với lại một vị sư ở gần đây đó mà rất là nổi tiếng, và người ta nói là thầy sư đó là Thích Minh Tuệ. Dạ. Cũng là tu theo hạnh đầu đà không ông Sáu ạ? À? Dạ. Có chú cũng có coi anh mạng thấy. Dạ. Sư Minh Tuệ. Dạ. Ông là một vị cứu thế ạ. À. Trời ơi. Cũng nói thẳng là cũng như ổng là Phật sống á. Dạ. Cái hạnh ổng cũng đặc biệt lắm. Dạ. Cũng xem như ông hai. Dạ. Nhưng mà so ra thì cái khổ hạnh không bằng ông hai. Dạ. Ổng là Phật xuống thế mà. Dạ. Thì Phật Thích Ca có nói là ta là Phật đã thành, là Phật. Dạ. Thích Ca đó, Ấn Độ đó. Dạ. Chúng sinh là Phật sẽ thành. À. Nếu mình làm y như Đức Phật thì mình cũng là Phật. Dạ. Chứ không phải Phật ở đâu ở trên trời rớt xuống đó là ông Phật. Dạ. Cũng con người như mình. Dạ. Mê với giác. Dạ. Giác là thành Phật thánh. Dạ. Tiên. Còn mê là chúng sinh. À. Chúng sinh mà tỉnh cơn mê thì cũng có thể là thành Phật được. Dạ. 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 Ở đây con thấy hình như á, hồi nãy á, chú Năm có nói mọi người ở đây đều là anh em đồng đạo với nhau. Ừ. Và cùng là tu để mà thức đỉnh giữ đạo và giữ cái những cái di tích lại của thầy hai. Vậy ở đây nè, là mình có những, con thấy ở đây mình đang ngồi trong trái nhà ở đây là có từ thời xưa luôn rồi hay sao vậy ông Sáu ạ? À? Cái nhà của mình ở đây nè là bao gồm là có, con thấy ở đây rồi bên kia là khu mà giống như mộ của thầy hai. Là những cái này ông Sáu có thể giới thiệu cho con là mình còn cái gì ở đây được không ạ?
cháu có ra ngoài tham quan ngoài đó chưa? Dạ, hồi nữa con đi với lại ông Năm để ra ngoài đó một lần nữa, nhưng mà con đốt nhang rồi. Ông Hai á, thay vì người ta chết, người ta để trong cái hàng. Dạ. Người ta chôn nằm dưới đất. Dạ. Còn ông Hai cũng để trong cái hàng. Dạ. Mà ông Hai dựng đứng lên. Như vậy là đứng trong cái tam giác đó. Dạ. Ừ. Cái xác ông Hai đó có thể là không bị phân hủy. Không bị phân hủy luôn. Là 30 mấy năm. Dạ. Thì ở dưới cái đáy hàng đó có cái ống tím nước dẫn ra. Dạ. À, nếu mà ông Hai bị phân hủy đó thì cái nước vàng nó chảy ra. Dạ. 30 mấy năm không có cái hiện tượng đó. Dạ. Như vậy là ông Hai khô xác luôn. Dạ. Xác còn nguyên vẹn mà khô. Wow. Ừ. Giống như là giữ được xác không có hề bị phân hủy gì hết qua bao nhiêu năm? Cái đó 30 mấy năm. Dạ. Cái đó là 100% chắc chắn. Dạ. Nếu bị phân hủy là cái nước vàng nó chảy ra cái ống tím nước. Dạ. Ở dưới đáy hàng có để ra. Ở đây mọi người chăm nom vườn tược và coi mộ là mọi người xem hàng ngày luôn, cái đó không có xảy ra nên chắc chắn là không chắc có chắn 100% khô. Dạ. Người ta đằng nó tôn giáo người ta kêu cái đó là đắc kim thân. Kim thân. Ừ, thân không huệ. Dạ. Là đắc kim thân. Dạ. Ít có được người. Dạ. Luyện đạo dữ lắm mới được. Quý nè. Luyện đạo dữ lắm. Dạ. Mới được. Như ông Hai là ăn trái cây ngủ ngồi 45 năm hành đạo. Dạ. Không có dùng cơm, không có dùng muối đường. Dạ. À, cũng khổ hạnh là cực kỳ. Dạ. Dạ. Vậy con hiểu như vậy nè, không biết là con hiểu đúng không nha. Ừ. Là như thầy Hai của mình là tu khổ hạnh là ăn nè, với lại cái là ngồi thiền, thiền 24 giờ. Ừ. Còn sư Minh Tuệ đó thì cũng ăn giống như vậy luôn. Dạ. Nhưng mà lại là theo một cái pháp khác là đi khất thực. Vậy là cái mà sự tu bên Hạnh Đầu Đà của bên đạo dược của mình đó là thiền, và thiền ở trên cái đài Bát Giác phải không ạ? À? Dạ. Dạ. Bát Quái. À, đài Bát Quái. Ừ. Còn của sư Minh Tuệ á là đi coi như là đi khất thực như vậy, cả hai đều phải là chịu sương chịu nắng để mà từ những cái trải nghiệm mà gọi là chịu như vậy để mình là giác ngộ ra. Dạ. Mai hồi xưa. Dạ. Ông Mai cũng đi khất thực như Minh Tuệ. Trời, có mà một... cũng có đi khất thực ôm bát. Dạ. Thời gian ngắn thôi. Dạ. Để làm gương. À. Dạ. Có à. Có con thấy để mà thì ông gì nữa nói lớn tuổi. Dạ. Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ là cũng cái bậc chánh giác chánh đẳng. Dạ. Cái hạnh với ông Hai với ông cũng xem. Dạ. Nhưng mà ông cái khổ hạnh ít hơn. Dạ. Có 6-7 năm mới đây, còn ông. Dạ. Hai là 40 năm, 45 năm trường. 45 năm một cái khoảng 45 năm. Hồi xưa ông Hai cũng có gia đình chưa. Dạ. Đi tu. Dạ. Ông Hai đi bên Pháp học đậu kỹ sư của học. Dạ. Rồi ông Hai về có vợ có con quê ở Gò Công. À. Rồi sinh ra được một đứa con gái. Dạ. Rồi ông Hai mới lìa gia đình xuất gia đi lên núi cấm tu trên đó năm 1945. Dạ. Tới 48 trở về quê cha đất tổ ở đây. Người con gái đến giờ nó bên Mỹ nó cũng 80 mấy tuổi. Dạ. Duy nhất có đứa con gái thôi. À. 80 mấy tuổi. Chế lại. Ừ. Ông Sáu là. Ừ. Em của. Dạ. Thầy 88. Dạ. Anh em cũng 89 anh em chết hết. Dạ. Ừ. Rồi ông Sáu có theo là cũng là đạo dừa luôn hay. Ừ. Là sao ạ? À? À, thì đạo dừa là tại cái từ đạo dừa là bởi vì ông Hai uống nước dừa. Dạ. Nó báo chí hồi chế độ cũ nó gọi là ông đạo dừa. Dạ. Chứ còn cái tôn giáo của ông Hai là hòa hiệp tôn giáo. Hòa hiệp tôn giáo. Hòa hiệp tôn giáo. Tất cả tôn giáo đều ông Hai kính trọng hết. Dạ. Thờ phượng hết. Dạ. Không phân tách đạo này đạo kia. Dạ. Cũng như bây giờ ở ngoài xã hội đó thì đạo Phật thì không vô nhà thờ. Dạ. Rồi đạo Thiên Chúa thì không vô chùa, còn. Dạ. Phân tách. Còn. Dạ. Đạo dừa không có phân tách. Hòa hiệp tôn giáo. Vậy nếu như mình theo đạo dừa là mình vô chùa cũng được, mà mình vô nhà thờ cũng được. Luôn đạo nào cũng được. Dạ. Miễn trường chay. Dạ. Giữ giới. Dạ. Là đạo nào cũng được hết. Dạ. Không phải cần là vô một đạo. Dạ. Đạo nào cũng được, miễn mình ăn chay trường niệm Phật là đạo nào cũng được hết. Dạ. Không. Cái đó là hồi xưa là hồi còn chiến tranh. Dạ. Là ông Hai có đệ tử. Dạ. Cũng mấy ngàn đệ tử. Trời. Nam nữ
À, nam thì kêu đạo, nữ là kêu diệu. Dạ. Mà hồi ở bên Cùng Phụng, cháu có được biết bên Cùng Phụng không? Dạ, tụi con chạy là chạy thẳng tới đây luôn. Dạ, nhưng mà tụi con có đi qua Cùng Phụng là ngay chỗ Phúc Mỹ Tho đi qua đó phải không ạ? À, đi trên dạ. cầu. Dạ. Chứ không có xuống cồn. Dạ. Hồi xưa, hồi chiến tranh là ông hai ở đó tu. Dạ. Vậy trong gia đình ông hai, con nghe tên ông hai, vậy là ông hai là ông cả? Là à, trong... thứ hai, cả. Dạ, thứ hai là cả. Thứ hai, cả. Wow. Bây giờ tụi con xin phép tụi con là có thể là quay một vòng những cái nơi mà thờ cúng thờ tự của mình nha. Dạ, dạ, dạ. Tự do. Dạ, con cảm ơn ông Sáu rất nhiều. Nhưng mà tại đây nè, rồi có thể là chim bái đốt nhang, thì ở đây là có du khách có thể là lại đây để tìm hiểu thêm về bên mình được không vậy ông Sáu ạ? Có du khách đến đông lắm, có khi phái đoàn ở miền Tây đó. Dạ. Phái đoàn của Phật giáo Hòa Hảo xuống cũng 5-70 người. À. Mới đây xuống 7-80 người. Dạ. Thỉnh thoảng có vài ba ngày là có các cái tôn giáo, các cái phái đoàn đến đây để tham quan. À. Hèn chi con thấy mọi thứ ở đây nè rất là tươm tất sạch sẽ, mà lại là tôn giáo kiến trúc đẹp nữa. Dạ, dạ. Con không có gì lời nhiều, con cũng chúc cho ông Sáu càng ngày càng khỏe mạnh. Yeah. Và cực kỳ minh mẫn giống như giờ. Yeah, luôn. Yeah. Con thấy cái mình đó rất là phúc hậu. Yeah. Và con nói chuyện với lại ông Sáu con cảm thấy giống như mến rồi đó. Dạ. Yeah, yeah. Yeah, con chúc cho mình khỏe mạnh với lại lúc nào cũng là an nhiên và vui hết nha. Dạ. Yeah. Tất cả chúng mình đều là con rồng cháu tiên. Dạ. Yeah. Âu Cơ và Lạc Long Quân. Dạ. Yeah. Tất cả quý khách muốn đến tham quan mộ ông Đạo Dừa. Dạ. Đây là mộ của ông Đạo Dừa chứ không phải là cái chùa. Dạ. Hồi xưa cái chùa là ở bên Cùng Phụng, nhưng mà giờ là nhà nước người ta lấy đó, người ta làm công đoàn của tỉnh Bến Tre. Dạ. Để du lịch. Dạ. Là đến đi lên cầu Rạch Miễu. Dạ. À, xuống cầu Ba Lai. À. Cầu Ba Lai cũ. Dạ. Rồi đi lại tới một khoảng đường có chừng 300 mét, cầu Ba Lai cũ tới 300 mét là hỏi cống Bà Chí. Cống Bà Chí, rồi từ cống Bà Chí đó đi theo lộ Trang Nhựa đi xuống tới ấp 1 xã Phước Thạnh. Dạ. Hỏi thăm là vô ngay mộ ông Đạo Dừa. À. Là gặp ngay mộ ông Đạo Dừa. Dạ. Trên đường đi hình như là cũng có những cái bảng chỉ dẫn để mọi người có thể đi chính xác lại. À. Và tụi con đi á, là trên, nếu mà ở xa tới thì là tầm khoảng là mấy giờ mình bắt đầu là du khách có thể lại viếng được, và tới mấy giờ là mình phải đóng cửa nghỉ ngơi à? 24/24. 24/24 luôn. Dạ, dạ. Trời ơi, hay vậy. Dạ. Nhưng mà con lại đây thì nãy giờ con thấy không có phải mua vé gì hết. Tức là lại đây là mọi người là thoải mái và có thể là miễn phí tham quan luôn phải không? Dạ, dạ đúng như thế. Dạ. Dạ. Trời, con cảm ơn ông Sáu nhiều nha. Dạ, dạ. Mọi người rất là muốn biết thông tin này. Dạ. Bởi vì tới đây là đúng luôn, là dạ, nơi là ngay cái gốc. Ngay gốc luôn. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn ông xin. Dạ. Con xin phép con đi một vòng với lại ông Năm nha. Dạ. Dạ, ông Nam dẫn con đi một vòng để viếng mộ nha. Dạ, đi ngoài này trước hay dạ. Vô trong trước? Vậy chắc mình đi theo từng nào tiện bên đây trước nào. Cái đền thờ. Dạ. Đền thờ. Dạ, đền thờ. Trong này cũng như thờ thờ Ngũ Chi. Ngũ Chi. Tam giáo quy nguyên Ngũ Chi hiệp nhất. Dạ. À, nghĩa là trong này cây này, cây này cây bồ đề, cái bồ đề, dạ, cây này đóng cửa. Ừ. Đi vòng lại ngay này. Ở đây mình có những cái ngày đặc biệt như là ngày lễ, ngày cúng gì không vậy ông Năm? Có cái ngày giỗ. Dạ. Như dạ. Ngày giỗ là ngày mấy ạ? À? Ngày 18 tháng 4. À. Tính âm lịch hay là tây lịch ông Năm? Tính âm lịch. Dạ. Âm lịch. Dạ. Dạ.
ở đây hiện giờ là có bao nhiêu người mình tu ở đây vậy? Dạ. Cũng không có mấy người. Dạ. Như ông Sáu đó, ông ở đây. Dạ. Ông Sáu là em ông hai á. Dạ. Cũng mơ đi, 3-4 người rồi trở lại. Dạ. Đây là bàn thờ phải không vậy em? Cái này là được cái đền thờ. Dạ. Thì những cái ảnh này kia nọ, chữ này kia nọ vẽ trong đó đó. Dạ. Đó là vẽ trong kiến. À. Vẽ trong kiến mà vẽ cái biển ngược sau sau lưng á. Wow. À, cái này thì vẽ bên ngoài. Dạ. Cái này cũng là tu vẽ không? Thôi, ông Năm vẽ lên luôn á hả? Thì đó bên đó đó. Cũng bên kia luôn. Thì cái này là cái cột nè. Rồi mình vẽ đây cái cột. Hình rồng. Cái hình rồng. Dạ. Bởi vì sư tổ là giáo chủ Long Hoa Hội. À. Long là rồng, Hoa là xe. Dạ. Hồi xưa Đức Thích Ca là giáo chủ Linh Sơn Hội. Dạ. Còn bây giờ là Đức Di Lạc là giáo chủ Long Hoa Hội, là người Việt Nam. Long Hoa Hội. À, xưa Việt nay Nam. Chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Dạ. Kỳ này Việt Nam mình mở hội Long Hoa. Long Hoa. À, Long là rồng, Hoa là sen. Hoa là sen. À, ý vậy. Hèn chi con thấy có một cái, một lọ lục bình. Lục bình này hình như mình kết lại có những viên đá và ở trên là rồi. Hoa sen không đó, đó. Bởi vì lục bình là ám chỉ cho là sư tổ là thích hòa bình. Thích hòa bình Nam Nguyễn Thành. Có một cái ý từng chút đều có ý nghĩa hết trơn. Có ý nghĩa. Thích hòa bình Nam Nguyễn Thành. Dạ. Và trên bàn thờ con thấy có hai bên á, một bên là giống như là cái bằng gỗ bằng cây. Dạ. Bên đây cái Thiên Chúa. À. Là thập tự giá đó. Dạ. Bên đây là chữ vạn là ám chỉ cho Phật, bên đây là Chúa. Dạ. Rồi mỗi khi mình nói gì trên loa phóng thanh hoặc là mình nói cái gì đó, dạ, Nam vô Phật Chúa, cứu khổ cứu nạn của độ chúng sinh, amen, rồi mới bắt đầu mới nói gì đó nói. Dạ. Trước khi nói vậy. À, có hai cặp rồng mà để ở trong tủ kiến luôn. Cái này cũng ông Năm làm luôn à? Không ai. Cái này là của ai người ta cúng dường. Wow. Tôi làm mấy cái đó đó, cái chữ B, chữ S này kia nọ là tất cả những gì đó mình vẽ trong kiến đó. Mình vẽ cái bề ngược ở sau lưng đó. Dạ. Cái lúc vẽ là coi như mình phải ngược lại. Ngược lại hết. Để lên ngược hết. Con thấy ở trong đây nè, trong tủ á, cái tủ kiến này hình như mình để những cái di vật đã rất là lâu năm rồi, phải không? Rồi, rồi. Cái cẩm bào, cẩm bào của Vua Minh Mạng á. Rồi, phải là cái đó, cái cẩm bào đó không ạ? À? Con thấy có hình rồng kìa. Để coi cất trong kia con quá. Dạ, ông Năm giới thiệu những cái này ở đây trước được không ạ? À? Cái con thấy có một cây gậy, rồi một cái chuông đồng, thì những cái đó là những cái di tích. Cái đó là cái cũng như cái di tích của chiến tranh. Mấy cái lúc đạn pháo binh lớn á. Dạ. Thì làm cái đại đồng chung lớn. À. Còn cái túc đạn thứ nhỏ nhỏ nè. Dạ. Mới là hàng lại mới kết lại. Hồi trước mấy ông đạo ở đây cũng là thợ hàng nhiều lắm. À. Thành ra làm cũng như là cái này là bằng để là tàn tích của chiến tranh không. Dạ. Và ở đây con thấy rất là nhiều hình ảnh. Có phải những cái hình ảnh đó là những hình ảnh của thầy Hai Đạo Dừa mình không ạ? À? Đúng rồi. Dạ. Có ông Hai. Dạ. Kỹ sư hóa học là ông Hai hồi xưa họ đi học bên Pháp á. Dạ. Đó là lúc mà còn thanh niên á. Dạ. Hóa học. Cái hất hình đó chắc là chụp rất là lâu rồi mà thời đó là áo vest đồ gì lịch sử quá. Hồi xưa đi làm kỹ sư hóa học mà. Dạ. Hồi đó là bên đi bên Pháp. Thấy cái hình này nè, hình này là hình như là tại Pháp luôn đó. Thì đó đi bên Pháp đó. Dạ. Rồi cái hình đó là Long Hoa. Dạ, Long Hoa đây nè, Long nè. Ừ.
cái Long Hoa Thận Thế, Long Hoa Biến Thể, Long Hoa Thận Thế. Dạ. Đấy là ba, xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Dạ. Nghĩa là hồi xưa Phật Thích Ca mở Linh Sơn Hội ở thành, dạ, Tỳ Ca La Vệ của Ấn Độ. Dạ. Rồi sau này mở Hội Long Hoa tại miền Nam nước Việt. Xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Dạ. Kỳ này Việt Nam mình có Phật. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, ngày nay Phật lại bước sang Nam Tàu. Dạ. Bấy lâu Phật ở nước Tần, ngày nay Phật lại trở lần về Nam. Trời ơi. Nước Việt Nam nhầm cõi trung ương. Dạ. Sao sẽ có Phật tiên tại thế? Đặc biệt là cái chỗ Việt Nam mình có một vị Phật gọi là giáo chủ Long Hoa Hội là Di Lạc Vương. Dạ. Mà con thấy là có vẻ là lớn tuổi rồi và đang ngồi tư thế kiết già như kiết vậy. Kiết già nghĩa là 24 trên 24 vậy đó. Dạ. Nghĩa là ngày đêm, đêm ngày gì ngủ cũng ngồi y vậy đó. Trời ơi. Chắc cũng 80 tám mấy quá. Wow. À, đó ông cầm hai cái đất. Dạ. Một cái quả đất lớn đó. Dạ. Màu xanh. Dạ. Tất nhiên là ám chỉ cho cái là cái quả địa cầu 67. Dạ. Là còn cái quả địa cầu nhỏ 68. Dạ. Tất nhiên là cái quả đất này nó sắp tiêu hoại. À. À, thành ra hai quả địa cầu. Dạ. Mà nhiều hình ở trên nữa ông Năm ơi. Từ đó đó. Cái này chắc là theo những cái từng thời kỳ của thầy hai nhà mình phải không ạ? Ờ. Đúng rồi, thời trước hồi thời kỳ chiến tranh. Con thấy vừa đời thường mà vừa có những cái lúc mà những sự kiện trọng đại nữa. Con thấy chỗ này nè, có phải là cái hình đó đó, có phải là cái đài mà là đài, và đài... Cái lúc đó là ở bên này. À. Ở bên này xã Phước Thạnh. Dạ. Bị bom đạn chiến tranh đó. Dạ. Mới đi qua bên Tản Cư. Dạ. Tản Cư qua bên Cồn Vũng. Dạ. Lúc đó là còn cây bần, cây này cây kia là nó phức tạp lắm. Giống trong rừng đó. Như trong rừng vậy đó. Dạ. Rồi mấy giờ ông hai mới ra lệnh cho tất cả mấy ông đạo đó. Dạ. Mới làm cái chỗ nơi cho ông hai tỉnh. Dạ. Đó là ngồi còn da bọc xương. Mà giờ là không ai ngồi vô được cái đó hết. Rồi. Cầm một cái bình bát. Rồi cầm bình bát, cái thọ bình bát, thọ bát. Dạ. Ở núi Tượng. Cái đó, lúc đó ở núi Tượng. Dạ. Cái đó có phải là cái lúc mà ngài đi khất thực không ạ? À, lúc đó ở núi Tượng đi khất thực. À. Đi khất thực rồi về mấy là dùng cái bát đó đó, đặng mà dùng. Dạ. Sao con thấy cái hình dáng này quen quá, giống như bây giờ mình coi mà thấy giống như sư Minh Tuệ á, cũng đi cầm cái đồ, cầm cái bình bát thức thực á. Rồi đó đó. Từ bi sanh trí tuệ, đức hạnh thành thánh nhân, Nam Mô Tổ Sư Thích Hòa Bình. Ừ. Dạ. Con cảm ơn ông Năm nhiều nha. Không có chi. Dạ.